Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Afk. Và sau nhiều dự đoán là sư ở Hòa Kinh hay là Antandra ở Hòa Kinh, thì đây chính xác là hình ảnh của vị tướng mới các bạn. Nó không phải là tướng thức tỉnh. Đây là một vị tướng mới hệ thú và con này thuộc họ nhà mèo. Nhìn sơ sơ thì giống như là sư tử các bạn. Rồi, và bộ kỹ năng nè, nộ thì có 2 lần gây đam, 1 lần quơ với 1 lần bay lên chém xuống. Ngoài ra còn có một chiêu bút máu, bút khiên, và cái chiêu hóng này nó giúp có tạo hiệu ứng hỗ trợ các bạn, và trừ giáp. Con này là con tướng gây đam trừ giáp các bạn. Các bạn thấy cái dấu chím nó có cái biểu hiện phá khiên kìa bạn, phá siêu. Rồi, và khi mà nó bút mấy cái dòng xung quanh thì những đòn đánh tay của nó sẽ hồi máu. Bạn để ý nè, cái kỹ năng mà bút cái này lên thì nó sẽ được hồi máu, và những đòn đánh của nó vào tướng sẽ hồi máu thêm cho mình, hồi máu thêm theo dây. Rồi, nhìn đây chúng ta có thấy đặc trưng thuộc vị tướng này ha, hồi máu nè. Rồi, cái chiêu hóng này gây hỗn sợ khá là hay các bạn. Nộ thì 2 lần và có 1 lần gây knockdown, tức là sẽ gây đối phương bị nằm các bạn. Nhưng mà mấy con này thì chưa đủ đồ trâu bò để chúng ta test được cái độ, để chúng ta xem được cái khi nó nổ bị văng lên là như thế nào. Mà cái tầm này hơi hụt nha, cái tầm tấn công, mặc dù chiêu thức tấn công tầm xa, tuy nhiên cái chiều cuối khi mình nó bổ xuống thì cái hộp phạm vi hoạt động hơi ngắn. Tuy nhiên khi mình nó quơ xung quanh các bạn thì khả năng nó sẽ xoay tròn quanh tướng luôn, và cái đòn đánh mà gây phá giáp nó cũng xoay tròn quanh tướng các bạn thấy nha. Đánh ở trước nhưng mà trúng luôn con ở ngoài sau. Rồi thì giờ mình sẽ thử trong này cho các bạn coi vị tướng mới của chúng ta nó đứng đầu là như thế nào. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu trước vị tướng mới luôn đi. Nó là một tướng thuộc sức mạnh, nhưng mà nhóm là nhóm chiến binh các bạn, và vai trò là duy trì sát thương. Sát thương duy trì theo thời gian chứ không phải kiểu sốc sát thương nha. Và đây là kỹ năng tối thượng. Cái phần trăm đam khá là to các bạn. Đam tới 320% 1 lần, với 1 lần cái đam cuối là gây tới 400%. Rồi, chiêu mà quơ gây phá giáp này các bạn, gây phá giáp trong vòng 7 giây. Đây là chiêu hóng nha. Chiêu hóng có thể gây hỗn sợ trong vòng 1.5 giây. Nói chung là những đối thủ ở gần thì mới bị ảnh hưởng. Rồi, tăng mát lên 2.5 giây. Rồi, cái này là nó sẽ boost được 2 lần stack, nó sẽ hồi máu và nhiều cái thứ khác nữa. Và tất nhiên mấy chỉ số này nó dựa vào chỉ số tấn công của vị tướng này. Tuy nhiên tướng của chúng ta là một con tướng thuộc sức mạnh với lại lớp Wario. Rồi thì chúng ta thấy thường thường những con Wario là cái kiểu tướng mà nó có khả năng sống sót về cuối các bạn. Ví dụ như Sauros nè, Antandra chẳng hạn, không thì con gấu, những con tướng mà có khả năng lăn xả và lao trực diện vào trận chiến. Thì lớp tướng chiến binh này khả năng vừa đánh vừa hồi máu là rất phù hợp. Rồi, con này phá giáp các bạn. Một con tướng có khả năng gây phá giáp thì có cơ sở nha. Mình nói có cơ sở tướng. Tướng mà có phá giáp thì nó sẽ có cơ sở để đi vào phá giáp thì có cơ sở đi vào boss nước nha, hoặc vào boss vua quốc quyền hiện hữu vân vân. Mình thử cho nó đúng năng thử. Rồi nó chém con Lucius này mà chính độc, chính đẹp luôn. 1 hit các bạn đó, các bạn thấy con Lucius nó bị ngã ngửa nha, knockdown là bị ngã ngửa kiểu vậy. Là cái chiêu cuối nó có 2 lần các bạn. Rồi các bạn thấy là nó boost lên, nó hồi máu cho cả team luôn nè, không chỉ hồi cho bản thân mình, nó boost được cho cả team luôn, rất là ngon. Nó được cộng chung hiệu ứng với nó, bạn hồi máu cho cả team luôn. Rồi các bạn nhìn giống sư không? Đúng như mình dự đoán ha. Nhưng mà rất đáng tiếc này nó không phải là cái con tướng ở Hòa Kinh của Antandra. Chứ mà bạn nào nói cái con sư thức tỉnh thì mình thấy không có đúng. Tại vì những bạn nhìn nè, 2 cái tướng ông thần này, một ông thì to ông thì nhỏ này, mà thì rất khó để 2 người này là một các bạn. Con sư nhìn nó đồ sộ hơn rất nhiều so với cái vị tướng mới của chúng ta. Bạn thấy nha, sư đồ sộ hơn rất nhiều so với vị tướng mới. Do đó nên nếu là sư thức tỉnh thì hơi khó. Rồi, phá giáp rất khó chịu các bạn, bút Cái bước này là bao gồm cả xích và nổ thấp độc quyền nó mới kết hợp được bước cho cả đội nha. Rồi, nó hú hỗn sợ kìa các bạn. Một đặc trưng của hệ thú à. Ở đây mình thấy cái nội thất độc quyền đó, nhưng nó còn kích được một cái ảo ảnh đó. Ảo ảnh của nó kìa các bạn. Khi nó bị xuống máu thì nó đứng, nó chịu trận kìa. Ok, con này không phải là một tướng tăng cơ tốt rồi. Cho nó hứng đam nhiều và dính CC nhiều thì nó sẽ không có gây được nhiều hiệu ứng lên team. Một chém đó, các bạn có thể thấy Lucius là ngã ngửa luôn ha. Tuy nhiên cái kỹ cái đầu đánh và kỹ năng của nó không có giảm hồi máu rồi. Rồi lúc đầu chúng ta cứ nghĩ là cầm một cây búa lớn, nhưng đây không phải là cây búa lớn các bạn. Đây là một cây đao mà có vẻ như làm được từ xương của một, có cả xương đầu nha. Lúc đầu thì mình nghĩ là cái cán này làm bằng cái cán thì làm bằng cây chứ các bạn, nhưng không, đây là làm nguyên bộ xương luôn, từ phần đầu và phần xương sống của một cái loài vật nào đó các bạn, nó có cả cái đầu kìa. Rất đều. Rồi như các bạn nhìn nè, các bạn xem nè, chỉ số cơ bản của vị tướng này là không cao nha. Những đòn đánh đa phần là những đòn đánh đều sát thương, hiện sát thương mù trắng, các bạn thấy hiện sát thương mù trắng. Vì đó chỉ số chí mạng cơ bản của vị tướng này khá là thấp. Nó chỉ là duy trì sát thương chứ không phải là bộc phát sát thương. Nếu mà những con tướng mà có khả năng bộc phát sát thương đó, thì nó là nó chí mạng mới nhiều. Đánh nãy giờ mình thấy cái tỷ lệ ra chí mạng rất là thấp. Đa phần là những đòn đánh màu trắng đó, đánh thường ra cái mạng rất thấp các bạn. Đam này, con này nếu mà có thể làm được gì trong game thì chắc chắn là dựa vào cái khả năng hỗn sợ với lại khả năng phá giáp của nó thôi các bạn, phá siêu của nó thôi. Không biết nó là phá giáp hay là phá khiên. Cái này có hai cái nên mình thấy trong chỉ số nó để là siêu như là giáp thì ok, nhưng mà anti với con khiên thì không đi mà bắt nước được. Hy vọng nó là phá giáp chứ không phải là phá khiên nha bạn, phá khiên thì keo lắm. Rồi, một con tướng khá ngầu và mình nghĩ là con này chắc là tương nữ các bạn ha. Anasta, tương nữ rồi. Cái tên này là tên của con gái và con trai các bạn. Anasta, một em mèo, mèo cái. Anasta. Wow, rất dữ các bạn nha. Tầm này rất xứng với con sư các bạn. Anasta là rất xứng với con sư. Hay là ra cái cốt truyện con này để có lý do để sư thức tỉnh các bạn. Đi theo một cái mẫu truyện liên quan tới cái con sư luôn. Rồi, và mình xin phép kết thúc video tại đây nha. Và vị tướng mới của chúng ta là một con tướng mới hệ thú, chứ không phải Antandra hay là sư thức tỉnh nha các bạn. Rất là ngầu, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Anasta.